Chuyện chữ lỗi chính tả kinh khủng. Các bạn dáng nghe nha, sửa không nổi. Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 45. Cộp cộp cộp. Theo sau mệnh lệnh của ông cụ nhà họ Liễu, một số lượng lớn vệ sĩ nhà họ Liễu được điều động đến, bọn họ bao vây Lý Thần Chiến. Nghĩ rằng vụ tai tiếng hôm nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà họ Liễu, ông cụ Liễu nhìn chằm chằm Lý Thần Chiến, lạnh lùng mắng, cậu muốn đưa Như Yên đi. Cậu xứng không, so với Dương Bân Hàn cậu chủ nhà họ Dương, cậu có tư cách gì đưa Như Yên đi? Tư cách, lão già, dựa vào anh ấy là anh em của Dương Tiêu này, tư cách này đã đủ chưa? Ngay khi ông cụ Liễu vừa nói hết lời, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ thấy Dương Tiêu với vẻ mặt lạnh như băng cầm thanh kiếm vẩy ngược bước vào. Dương Tiêu, em trai cùng cha khác mẹ với Dương Bân Hàn. Dương Tiêu là người đã tiêu diệt nhà họ Khương ở Đế Đô. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Dương Tiêu, mí mắt của vô số người ở trong hiện trường to lớn đều nhảy loạn xạ, có ít nhất 1.000 người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt sợ hãi cực mạnh. Tên tuổi hung tợn của Dương Tiêu vang danh ở Đế Đô, không biết có bao nhiêu nhà quyền thế giàu có đã xếp Dương Tiêu lên đầu danh sách không được khiêu khích. Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu, Dương Bân Hàn và bà cụ Dương gần như gắt giọng hét lớn. Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu đang cầm thanh kiếm vảy ngược, bà cụ Dương, Dương Bân Hàn và nhóm con cháu của nhà họ Dương kinh hoàng như thể họ đã nhìn thấy ma. Cậu vẫn còn sống, bà cụ Dương chố mắt đứng nhìn. Dương Bân Hàn đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm sao có thể? Làm sao cậu còn có thể sống? Lucifer đại nhân đâu? Không phải Lucifer đại nhân đã lấy mạng chó của cậu sao? Sốc, lúc này Dương Bân Hàn thực sự bị sốc. Lý Thần Chiến sống sót ra khỏi ga tàu cao tốc đến khách sạn Đế Hào đã khiến họ vô cùng sửng sốt, ai ngờ cuối cùng Dương Tiêu cũng vẫn còn sống. Thật không ngờ, chuyện này thật sự khiến người khác bất ngờ. Lucifer, tôi nghĩ anh sẽ gặp lại anh ta sớm thôi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào Dương Bân Hàn chế nhạo. Cái gì, sẽ gặp lại Lucifer sớm thôi. Cảm nhận được sát khí dày đặc trên người Dương Tiêu, Dương Bân Hàn không khỏi cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Chẳng lẽ lúc này Lucifer đại nhân đã bị Dương Tiêu giết rồi? Nhìn trên người Dương Tiêu dính đầy máu, rồi lại nhìn vết thương trên người Dương Tiêu, giống như một người máu. Giờ phút này là heo cũng nhìn ra được, trước khi đến đây Dương Tiêu đã trải qua một trận chiến đẫm máu, và người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến đẫm máu này chính là Dương Tiêu. Dương Tiêu không để ý tới Dương Bân Hàn, anh nhìn về phía ông cụ Liễu, ông nói Lý Thần Chiến không có tư cách. Vậy anh ấy là anh em của tôi có tư cách không? Không nói đến quan hệ giữa Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên, anh em của Dương Tiêu này thích con gái nhà họ Liễu các người, đó là vinh hạnh lớn của nhà ông. Nghe Dương Tiêu nói vậy, trên mặt Lý Thần Chiến tràn đầy cảm xúc sâu sắc. Dương Tiêu nở nụ cười, đừng lo lắng, anh là anh em của tôi, của anh tự nhiên cũng là của tôi, không cần lo, hôm nay chúng ta sẽ dẫn người đi. Nghe đến đây, Lý Thần Chiến cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc ấm áp. Anh ta nắm chặt tay, tình yêu của anh ta dành cho Liễu Như Yên càng mãnh liệt hơn. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên mở to, cô thật sự không ngờ ngay lúc quan trọng người ra tay cứu giúp lại là Dương Tiêu. Ông cụ Liễu cũng không phải người ăn chay, ông ta liếc mặt nhìn Dương Tiêu với vẻ thờ ơ khác thường. Trên người ông cụ Liễu tỏa ra một luồng hơi thở cực lớn, hừ. Cậu chỉ là con chó nhà có tang bị nhà họ Dương đuổi khỏi Đế Đô. Cậu cho rằng mình rất giỏi hả? Dương Tiêu. Tôi biết cậu đã từng là thần chết, nhưng thần thoại về thần chết đã là dĩ vãng. Nếu cậu còn là thần chết, có lẽ tôi có thể suy nghĩ về chuyện hôn nhân của Như Yên và Lý Thần Chiến. Hiện tại cậu chỉ biết đành đánh giết giết, không khác gì một tên lưu lĩnh. Cậu có tư cách gì giúp đỡ anh em của cậu? Cậu có tư cách gì để Lý Thần Chiến cưới Như Yên? Nói cho cậu biết, cậu của hiện tại là tên hề nhảy nhót trước mặt tôi, không thể lọt vào mắt của tôi, huống chỉ là Lý Thần Chiến. Ông cụ Liễu phân biệt rõ rất nhiều chuyện, ông ta chỉ tính đến lợi ích của nhà họ Liễu, không quan tâm Liễu Như Yên có hạnh phúc hay không. Trong thế giới của người lớn không có quá nhiều đúng sai, ông cụ Liễu chỉ nhìn thấy lợi và hại. Nếu bây giờ Dương Tiêu vẫn là thần chết huyền thoại, nhân tài xuất chúng, ông ta sẽ thật sự cân nhắc lại, nhưng bây giờ Dương Tiêu thật sự không thể thu hút được sự chú ý của ông ta. Tôi xuất ngũ đã không thu hút sự chú ý của nhà họ Liễu các người. Dương Tiêu chế nhạo. Ông cụ Liễu khinh thường nói, chẳng lẽ không phải? Ông mau xem đây là gì? Dương Tiêu ném giấy chứng nhận phó tông phụ trách của Long Ảnh. Ông cụ Liễu cầm lấy giấy chứng nhận,
vẻ mặt khinh thường, không tin Dương Tiêu có thể lấy ra tên tuổi gì. Khoảnh khắc ông cụ Liễu khinh thường mở tài liệu ra nhìn, vẻ mặt. Ông ta cứng đờ, đôi mắt già nua gần như trố ra ngoài, hả? Phó tổng phụ trách Long Ảnh, cậu là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Phó tổng phụ trách Long Ảnh, vãi à, không phải chứ. Nghe thấy lời của ông cụ Liễu, vô số người ở hiện trường to lớn sững sờ một lúc, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu lần lượt thay đổi. Nếu Dương Tiêu thực sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh, thì sức hấp dẫn và sức ảnh hưởng của anh còn lớn hơn thân phận thần chết rất nhiều. Suy cho cùng thần chết cũng chỉ là một danh hiệu, không có quá nhiều quyền lực, chỉ là một cá nhân rất mạnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn. Phó tổng phụ trách Long Ảnh thì khác, Long Ảnh thuộc tổ chức đặc biệt, bên trong toàn là tinh anh, cao thủ như mây, ngay cả thần chết cũng phải tuân theo sự điều động của Long Ảnh. Nếu Dương Tiêu trở thành phó tổng phụ trách của Long Ảnh, có thể nói là dưới mây người, trên trăm triệu người, năm quyền sát phạt, hầu như không có ai trong nước dám khiêu khích. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, lộ ra vòng cung quyến rũ. Vốn Lý Vân Long đưa cho anh chứng chỉ phó tổng phụ trách, Dương Tiêu cảm. Thầy hơi vô vị, nhưng anh không ngờ chứng chỉ này lại dễ sử dụng như vậy. Phó tổng phụ trách, làm sao cậu ta có thể là phó tổng phụ trách của Long Ảnh được? Dương Bân Hàn kêu lên như thể mắc xương cá trong cổ họng. Đúng vậy, cái này không phải giả đấy chứ. Bà cụ Dương cũng lớn tiếng kêu lên. Họ không thấy điểm tốt nào của Dương Tiêu, tự nhiên họ sẽ không tin dây chứng nhận này là thật. Ông cụ Liễu nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ông ta biết rất rõ Long Ảnh, trong nội bộ En Ảnh chỉ có Lý Vân Long là tổng phụ trách, đâu ra người đứng thứ hai. Không khoa học, điều này thật sự không khoa học. Cộp cộp cộp. Ngay sau đó, những bóng đen khác tiên vào khách sạn Đế Đô một cách trật tự hào hùng. Nhóm người này đều mặc đồng phục màu đen, trên ngực áo có logo đầu rồng, hiển nhiên nhóm người này đều là người của Long Ảnh. Người đàn ông trung niên dẫn đầu bước tới, vẻ mặt chỉnh trọng nói với Dương Tiêu, thuộc hạ Chu Chí, chỉ huy Long Ảnh ở Đế Đô, thuộc hạ Chu Chí kính chào thủ trưởng Dương Tiêu. Kính chào thủ trưởng Dương Tiêu. Kính chào thủ trưởng Dương Tiêu. Ngay sau đó, hàng trăm người đến từ Long Ảnh lần lượt kính chào Dương Tiêu. Trước khi tới đây Dương Tiêu đã đặc biệt huy động Long Ảnh ở Đế Đô, bởi vì trận chiến của anh với Lucifer gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức chiến đấu của Dương Tiêu. Bất kể là nhà họ Dương ở Đế Đô hay nhà họ Liễu ở Đế Đô, họ đều là một trong 10 nhà quyền thế hàng đầu ở Thiên Phủ Chi Quốc, lỡ họ mai phục những kẻ diệt người khác ở hiện trường, điều này không phải là chuyện tốt cho Dương Tiêu với người đây vết thương. Tránh xảy ra sai sót, Dương Tiêu đã huy động Long Ảnh ở Đế Đô, đồng thời cũng dẫn động cả hai nhà họ Dương và nhà họ Liễu. Vãi à, tên này thật sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ Long Ảnh lần lượt kính chào Dương Tiêu, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn đều bị sốc. Thủ trưởng, Dương Tiêu là thủ trưởng của Long Ảnh. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể? Dương Bân Hàn kinh ngạc hét lên. Loạng choạng. Nhìn chằm chằm vào rất nhiều chiến sĩ Long Ảnh trước mặt, bà cụ Dương loạng choạng suýt nữa đã ngã bệt xuống đất. Khuôn mặt vốn dĩ đang khinh thường của ông cụ Liễu đã thay đổi thành kinh ngạc, ông ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại trở thành thủ trưởng của Long Ảnh. Nhìn ông cụ Liễu đang kinh ngạc, trên người Dương Tiêu toát ra một luồng hơi thở cuồng bạo. Vù, Dương Tiêu bất ngờ rút kiếm vẩy ngược, chém mạnh vào góc bàn, kiếm vẩy ngược chém xuống, góc bàn bị kiếm vẩy ngược chém gãy. Ánh mắt anh ánh sáng quắc nhìn chằm chằm vào ông cụ Liễu đang tái nhợt, hỏi thử ông Liễu, cho tới mức này, cái gọi là tư cách mà ông nói đã đủ chưa? Cảm nhận được sát khí lẫm liệt trên người Dương Tiêu, vẻ mặt ông cụ Liễu rất tái nhợt. Ông ta không ngờ cục diện lại trở nên rối ren như vậy. Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào ông cụ Liễu nói, đừng quên, nếu không phải tôi tiêu diệt nhà họ Khương ở Đế Đô, thì nhà họ Liễu của ông sẽ không bao giờ thịnh vượng như ngày hôm nay. Tôi... Dương Tiêu có thể khiến nhà họ Liễu của ông trở thành nhà quyền thê số một Thiên Phủ Chi Quốc, đồng thời cũng có thể khiến người khác thê chỗ nhà họ Liễu của ông. Rút lời, con người của ông cụ Liễu co rút lại, trong lòng ông ta run rẩy mạnh. Ông ta hiểu sâu sắc, Dương Tiêu nói đúng, nếu Dương Tiêu không tiêu diệt nhà họ Khương, thì nhà họ Liễu sẽ không bao giờ trở thành nhà quyền thê số một Thiên Phủ Chi Quốc nhanh chóng như vậy. Vốn dĩ ông ta đồng ý cuộc hôn nhân này là vì nhà họ Liễu muốn dùng bàn tay của nhà họ Dương ổn định vị trí nhà quyền thế số 1 ở Thiên Phủ Chỉ Quốc. Cùng lúc đó, Dương Tiêu chịu sự khiêu khích của Lucifer, một trong thiên sứ rực cháy của Long Môn. Theo quan điểm của ông cụ Liễu, chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết trong tay Lucifer.
Điều khiến ông ta khó tin là Dương Tiêu không chỉ giết được Lucifer mà còn sống chạy tới khách sạn Đế Đô. Nhà họ Liễu các người đã có lịch sử trăm năm, chẳng lẽ ông định vì sự thiếu hiểu biết của mình mà khiến nhà họ Liễu biến mất khỏi dòng sông lịch sử? Dương Tiêu trầm giọng nói. Sột soạt. Nghe vậy, ông cụ Liễu không khỏi lùi ra sau, mặt ông ta không còn chút máu nào. Thấy vậy, bà cụ Dương vội vàng hét lên, ông Liễu, sợ gì? Mặc kệ thằng nghiệp chướng này có phải là phó tông phụ trách của Long Ảnh hay không, chỉ cần hai nhà chúng ta hợp lực, nhất định sẽ có thể tiêu diệt cậu ta. Thằng nghiệp chướng này đã bị thương nặng, chỉ cần chúng ta hợp lực, chúng ta sẽ có thể giết được thằng nghiệp chướng này ngay tại đây. Cộp 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 cộp. Khi bà cụ Dương dứt lời, hàng trăm bóng người xoát hiện xung quanh khách sạn Đế Đô, tất cả đều là những tỉnh hoa của nhà họ Dương ở Đế Đô. Vì tránh xảy ra sai sót, bà cụ Dương đã đặc biệt bố trí bên trong khách sạn Đế Đô, chỉ để ngăn chặn cuối cùng có chuyện phát sinh. Điên, giờ phút này, bà cụ Dương thật sự sắp điên. Bởi vì chỉ vì một mình Dương Tiêu, nhà họ Dương ở Đế Đô bị tên thất liên tục, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nhà họ Dương ở Đế Đô đã định sẵn phải rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Bà ta không cam lòng, bà ta thực sự không cam lòng. Bây giờ, Dương Tiêu muốn đích thân phá hủy quan hệ hợp tác giữa nhà họ Dương và nhà họ Liễu. Điều này thật sự khiến cho lòng hận thù của bà cụ Dương đối với Dương Tiêu đã lên đến cực hạn. Và khi ông cụ Liễu nghe thấy điều này, ông ta nhìn chằm chằm bà cụ Dương đang sắp phát điên. Bà già này nói gì? Hai nhà bọn họ hợp sức giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ. Ngu dốt, thật sự quá ngu dối. Bây giờ Dương Tiêu là thủ trưởng của Long Ảnh, cho dù họ giết được Dương Tiêu thì thế nào? Một khi Dương Tiêu chết trong tay bọn họ, Long Ảnh tức giận. Cho dù nhà họ Liễu và nhà họ Dương nổi tiếng trong nước, cũng sẽ bị Y Ong Anh nhổ sạch. Rốt cuộc, không thể coi thường sức mạnh của Long Ảnh. Xét cho cùng, tên của Long Ảnh đã chấn động mọi nơi đúng đúng đúng, hai nhà hợp tác mạnh càng mạnh, nhất định có thể giết thằng nghiệp chướng này ngay tại chỗ. Dương Bân Hàn kích động nói. Lúc này, Dương Bân Hàn nhìn Dương Tiêu với ánh mắt chứa đầy hận thù, anh ta hận Dương Tiêu đến tận thâu xương. Nếu không có Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đã tóe máu ngay tại chỗ, Liễu Như Yên đã trở thành vợ của Dương Bân Hàn. Dương Tiêu giễu cọt, giết tôi ngay tại chỗ. Các người có thể hỏi ông ta có dám ra lệnh động thủ với tôi không? Lời nói của Dương Tiêu đây khinh thường, anh biết ông cụ Liễu là người thông minh, sẽ không động thủ với anh, trừ khi ông ta muốn cả nhà họ Liễu rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Anh không hề nể mặt ông cụ Liễu. Khi ông cụ Liễu chọn gả Liễu Như Yên cho Dương Bân Hàn thì ông ta đã đứng về phía đối lập với Dư Ưng Tiêu. Ông Liễu, bà cụ Dương vội vàng nói. Bà ta đã rất nóng lòng muốn giết Dương Tiêu, hiện tại bà ta nằm mơ, cũng muốn nhìn thấy Dương Tiêu chết ngay trước mặt mình. Soạt, soạt, trước mặt Dương Tiêu, lại bị bà cụ Dương dục, ông cụ Liễu toát mồ hôi lạnh trên trán. Bó, tuyệt đối không được, Liễu Cẩm Văn chủ nhà họ Liễu bước tới nói nhỏ. Mỗi đời chủ nhà của nhà họ Liễu đều là người khôn ngoan, họ biết rõ như nào là lợi, như nào là hại. Liễu Cẩm Văn sợ rằng cha mình lớn tuổi sẽ làm việc theo cảm tính, một khi trở thành kẻ thù của Dương Tiêu, nhà họ Liễu sẽ rơi vào tình trạng tự tìm diệt vong. Im lặng một lúc, ông cụ Liễu khẽ thở dài, ông ta ủ rũ như quả. Bóng xì hơi, thôi thôi, bố cũng đã sớm ẩn náu sau hậu trường, từ nay về sau mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Liễu đều do Cẩm Văn con kiểm soát. Bố sẽ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về nhà họ Liễu nữa. Cái gì, ông cụ Liễu giao hoàn toàn quyền lực trong gia đình cho Liễu Cẩm Văn. PT, nghe đến đây, nhiều người tại hiện trường to lớn đã hít hà. Trong cả Đế Đô, ai mà không biết Liễu Cẩm Văn chủ nhà họ Liễu ở Đế Đô bề ngoài không khác gì bù nhìn, cũng không có nhiều quyền hành. Trên thực tế, rất nhiều công việc của nhà họ Liễu ở Đế Đô đều do ông cụ Liễu bí mật kiểm soát. Không ai ngờ rằng trong tình thế quan trọng như này, Dương Tiêu lại có thể khiến ông cụ Liễu phải thoái vị nhường chức hoàn toàn. Bó, Liễu Cẩm Văn nghe xong, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ không tín. Cha ông ta mạnh cả đời, cho dù kế thừa chức vị chủ nhà cho ông ta, nhưng những việc quan trọng của nhà họ Liễu vẫn do cha ông ta quyết định. Điều khiến Liễu Cẩm Văn cảm thấy những mộng ảo là cha ông ta đã giao quyền lực của nhà họ Liễu cho ông ta ngay trước mặt công chúng. Vẻ mặt ông cụ Liễu đầy tang thương. Ông ta xua tay nói, Cẩm Văn, con nói đúng, tương lai nhà họ Liễu giao cho con, bố rất yên tâm. Lúc này, ông cụ Liễu hoàn toàn nhận ra ngay từ đầu mình đã phạm sai lắm lớn. So với Dương Tiêu, nhà họ Dương ở Đế Đô chẳng là gì cả.
chỉ cần Liễu Như Yên kết hôn với Lý Thần Chiến, với mối quan hệ giữa Lý Thần Chiến và Dương Tiêu, trong thiên phủ chi quốc rộng lớn ai dám động đến nhà họ Liễu bọn họ. Ông Liễu, bà cụ Dương và Dương Bân Hàn đều lo lắng hét lên. Nếu bọn họ mất đi sự ủng hộ của ông cụ Liễu, bọn họ sẽ buộc phải rơi vào thế bị động. Nếu Dương Tiêu khơi mào ý định dế người, chẳng phải tất cả sẽ chết tại chỗ sao? Ông cụ Liễu mệt mỏi nói, tại đây, tôi thông báo đám cưới của Như Yên và Dương Bân Hàn chính thức bị hủy bỏ, tôi về ở Ấn, từ nay về sau mọi chuyện lớn bé của nhà họ Liễu giao cho Câm Văn xử lý. Bị hủy, đám cưới bị hủy. Nghe đến đây, Dương Bân Hàn như đã trúng hàng vạn điểm sát thương, sắc mặt anh ta lập tức tái xanh. Dù sao anh ta cũng là con trai cả của nhà họ Dương ở Đế Đô, lúc này đang tổ chức đám cưới, ông cụ Liễu lại hủy bỏ đám cưới của anh ta và Liễu Như Yên, đây không phải là một cái tát vào mặt sao? Bà cụ Dương mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì. Thật tuyệt, Liễu Như Yên nghe xong vui vẻ đến mức bật khóc. Cô biết rằng một khi chuyện đám cưới bị hủy, cô sẽ được hạnh phúc ở bên Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến cũng rất kích động, anh ta rất muốn lập tức ôm Liễu Như Yên yêu quý vào lòng. Vẻ on ông cụ Liễu thoái vị nhường chức hoàn toàn, ánh mắt Dương Tiêu truyền về phía con cháu nhà họ Dương, bà cụ Dương và Dương Bân Hàn. Cậu, thằng nghiệp chướng nhà cậu muốn làm gì? Bị Dương Tiêu nhìn, bà cụ Dương vô thức run rẩy trong lòng. Dương Tiêu cầm kiếm chỉ vào bà cụ Dương, anh lạnh giọng quát, Long Ảnh vợ huệt. Có thuộc hạ, hàng trăm chiến sĩ Long Ảnh hô lên. Dương Tiêu lược nhìn bọn bà cụ Dương và Dương Bân Hàn, anh không khỏi nhớ lại chuyện mình bị nhà Lộ Dương trục xuất khỏi Đế Đô, không khỏi nhớ lại tình cảnh bi thảm của mẹ, nhớ lại người cha Dương, Thiên Khung bị nhà họ Dương ở Đế Đô bỏ rơi một cách tàn nhẫn, cuối cùng bị nhà họ Khương sát hại. Khóa chặt bọn bà cụ Dương, Dương Tiêu càng nghĩ càng hận ngút trời, anh đột nhiên dùng kiếm hét lên, nhà họ Dương ở Đế Đô cấu kết với phản loạn Lucifer của Tu Yệt Thế Long Môn, thuê lính đánh thuê hàng đầu thế giới đến Đế Đô chém giết, xúc phạm nghiêm trọng đến điều lệ quản lý của Long Ảnh. Tại đây, tôi tuyên bố nhà họ Dương ở Đế Đô sẽ bị xử tử không thương tiếc, giết. Cái gì, hát lập tức xử tử nhà họ Dương ở Đế Đô. Nghe thấy lời này, vô số người ở hiện trường to lớn đều chấn động, người của nhà họ Dương ở Đế Đô càng hoảng sợ hơn. Vâng, thủ trưởng, nhóm chiến sĩ Long Ảnh hét lên. Giết. Trong phút chốc, hàng trăm chiến sĩ tình nhuệ của Long Ảnh canh giữ ở Đế Đô bắt đầu tàn sát nhóm người nhà họ Dương ở Đế Đô. Nhìn thấy y nhiều người tấn công như vậy, mí mắt Dương Bân Hàn nhảy loạn xạ, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, anh ta vội vàng phật tay nói, con mẹ nó, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi chờ, chết hả? Ngăn bọn họ lại, mau ngăn bọn họ lại cho tôi. Lên, lên lên lên, các thành viên tinh nhuệ của nhà họ Dương cũng sợ hãi đỏ mắt. Long Ảnh xử tử bọn họ, nếu không đánh trả chắc chắn bọn họ sẽ chết hết. Con thỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người. Càng không phải nói đến những thành viên tình nhuệ của nhà họ Dương ở Đế Đô này. Lên, chiến đấu với họ, nhóm tinh anh ở Đế Đô đồng thanh hét lên. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, chỉ thấy rất nhiều người của cả hai bên bắt đầu đối đầu trực diện. Leng keng leng keng leng keng. Trong phút chốc, dao sáng kiếm sáng và dao sáng chạm vào nhau, khiến cho cả hiện trường rơi vào cảnh tượng sơ xác tiêu điêu. Bóp 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 bóp. Tiếc là... Nhóm chiến sĩ Long Ảnh này đều là những siêu cao thủ canh giữ Đế Đô, các thành viên tinh anh của nhà họ Dương ở Đế Đô nào có thể là đối thủ của nhóm chiến sĩ Long Ảnh này. Chỉ với một lần va chạm, không tới 10 người trong số hàng tế thành viên tinh anh của nhà họ Dương ở Đế Đô có thể đứng vững trên mặt đất. Chết, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của nhà họ Dương ở Đế Đô không thể chống lại dù chỉ một chiêu của chiến sĩ Long Ảnh. Giết, người dẫn đầu Long Ảnh lại hét lên. Bóp 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 bóp. Trong lần đối mặt thứ hai, hàng trăm chiến sĩ Long, Ảnh cùng tấn công, hơn 10 chiến sĩ tinh nhuệ của nhà họ Dương còn lại cũng đã ngã trong vũng máu. Ôi mẹ ơi, nhìn thấy những chiến sĩ Long Ảnh ra tay nhanh, không biết có bao nhiêu người ở hiện trường cảm thấy da đầu tê dại. Loạng choạng, nhìn thấy tất cả tinh anh của nhà họ Dương đã bó trí từ trước đều bị giết sạch, ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí, bà cụ Dương loạng choạng suýt ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt và tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt nhà họ Dương của tôi sao? Bà cụ Dương buồn bã nói. Bà ta đã không thích Dương Tiêu từ khi anh còn nhỏ, những năm trước bà ta nghe lời vu oan của Dương Bân Hàn, cưỡng ép trục xoát Dương Tiêu khỏi Đế Đô. Điều mà bà cụ Dương nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới là phong thủy luân phiên,
quả báo của bà ta sẽ ập đến nhanh như vậy. Làm sao có thể như thế này? Làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Vẻ mặt của Dương Bân Hàn vô cùng gớm ghiếc. Từ nhỏ anh ta đã được cưng chiều, em trai Dương Tiêu cùng cha khác mẹ với anh ta chèn ép nhiều lần. Vì những âm mưu của anh ta, Dương Tiêu đã bị đuổi khỏi nhà họ Dương một cách tàn nhẫn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Dương Tiêu đã phát triển mạnh đến mức gần như làm anh ta khó thở. Nhóm chiến sĩ Long Ảnh bao vây bà cụ Dương và Dương Bân Hàn, họ biết rằng hai nhân vật năng ký của nhà họ Dương này cần Dương Tiêu đích thân xử lý. Nắm chặt kiếm vảy ngược, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Dương Bân Hàn, anh thua ồ. Tôi thua, tôi thực sự thua, ha 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 ha, tôi vậy mà lại thua một thằng vô dụng như cậu, tôi không cam lòng, tôi thực sự không cam lòng. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Dương Bân Hàn tự giễu cười một cách điên cuồng. Anh ta là con cưng của trời trong thế hệ trẻ ở đế đô, vốn anh ta đã có một tương lai tươi sáng. Chỉ vì Dương Tiêu, giờ đây tương lai của anh ta đã bị phá hủy, và bản thân anh ta đang phải đối mặt với bản án tử hình. Dương Tiêu lạnh lùng nói, đã thua thì nên chấm dứt chuyện này đi, Dương Bân Hàn, kiếp sau, hy vọng anh đừng ngu ngốc như vậy. Phút, rút lời, ánh mắt Dương Tiêu sắc bén, Dương Tiêu nắm chặt kiếm vảy ngược, khí thế mạnh mẽ đâm vào ngực Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn xong đời, Dương Bân Hàn thực sự xong đời. Nhìn thấy Dương Tiêu tấn công nhanh chóng với Dương Bân Hàn, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Không cam lòng, tôi thực sự không cam lòng, mí mặt Dương Bân Hàn như sắp rách. Nhìn chằm chằm vào kiếm vảy. Ngược cách mình càng ngày càng gần, mặt của Dương Bân Hàn hung tợn như ma quỷ. Giờ phút này, Dương Bân Hàn hy vọng người chiến thắng trong trò chơi này sẽ là chính mình Biệt Nhiêu, anh ta hy vọng có thể tự tay giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ. Tiếc là, anh ta đã thua. Anh ta đã thua hoàn toàn trong trò chơi này. Giờ đây, bản án tử hình chính thức ập đến. Hàn Nhi, bà cụ Dương không khỏi thốt lên. Hiện tại, đứa con trai Dương Thiên Khung của bà ta đã chết, nếu Dương Bân Hàn lại chết, chẳng phải nhà họ Dương ở đế đô sẽ không có người kế thừa sao? Trong mắt bà ta Dương Tiêu là kẻ phản nghịch, bà ta tuyệt đối không thể giản nhà họ Dương ở đế đô cho Dương Tiêu. Cho dù anh có tiêu diệt nhà họ Dương ở đế đô, bà ta cũng sẽ không để cho Dương Tiêu đụng vào nhà họ Dương. Giờ phút này, kiếm vảy ngược xuất hiện ST sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Dương Bân Hàn. Ke ngồ! Ngay lúc kiếm vảy ngược chuẩn đâm vào ngực Dương Bân Hàn, một bóng đen đã nhanh hơn Dương Tiêu bảo vệ được Dương Bân Hàn. Người này cầm một thanh kiếm chiến, nhanh chóng chém vào kiếm vảy ngược. Lực tấn công dữ dội ập ập đến, Dương Tiêu mất cảnh giác, cả cơ thể của anh bị người trước mặt chấn động lùi ra sau. Ha ha, Dương Tiêu bị đẩy lùi, người mặc đồ đen nở nụ cười xấu xa. Nhìn thấy người tới, Dương Tiêu nhíu mày, Caesar. Đúng vậy, người đến là Caesar hạng 3 trong thiên sứ rực cháy. Điều mà Dương Tiêu không ngờ tới là Caesar trốn thoát khỏi Tử Câm Thành, vậy mà ngay lúc quan trọng lại cứu Dương Bân Hàn. Trò hay vừa mới bắt đầu, vội như thế làm gì? Caesar giễu cợt nhìn Dương Tiêu. Địt. Giây tiếp theo, Caesar túm cổ áo của Dương Bân Hàn. Cơ thể ông ta bắn mạnh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người như sao băng. Dương Tiêu bị nội thương rất nghiêm trọng, và ở hiện trường to lớn này không có ai là đối thủ của Caesar. Dương Tiêu muốn ngăn cản Caesar, nhưng anh thực sự có lòng mà không có lực. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Caesar cứu Dương Bân Hàn đi như vậy? Không, không thể. Lần này, Lucifer bị giết thì không cần phải nói nữa, mối ân oán của anh với Dương Bân Hàn cũng phải kết thúc. Dương Tiêu lập tức gọi điện thoại, ông già Lý, lần theo dấu vết của Dương Bân Hàn giúp tôi. Caesar hạng 3 trong thiên sứ rực cháy ở, chung với anh ta, nhất định phải xác định vị trí biến mất. Nhóc Dương, cậu yên tâm, mặc kệ ông ta có phải hạng bạ thiên sứ rực cháy hay không, chỉ cần ở đế đô, ông ta đừng nghĩ sẽ tránh được mắt thần của Long Ảnh. Lý Vân Long cười nói. Thần chiến. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên đã được thả ra lao mì ỉnh vào vòng tay của Lý Thần Chiến. Như Yên, Lý Thần Chiến ôm chặt lấy Liễu Như Yên, trong lòng có vô vàn gợn sóng, khiến anh ta không thể bình tĩnh được. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiêu mỉm cười, hai người, thời gian cũng sắp xỉ rồi, nếu chậm thêm một chút nữa sẽ bỏ lỡ thời gian tốt. Ý điện hạ là, Lý Thần Chiến không khỏi có ý nghĩ táo bạo. Dương Tiêu cười nhẹ, trai tài gái sắc, chọn ngày không bằng gặp ngày, hai người hãy tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến của mọi người ở đế đô đi. Hả, đám? Đám cưới, bây giờ. Liêu Như Yên nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên đỏ bừng,
nhìn Lý Thần Chiến với cái nhìn trìu mên và ngại ngùng. Ừ, tôi sẽ làm người chứng kiến cho hai người, kết hôn đi. Dương Tiêu cười nói. Lý Thần Chiến vô cùng vui mừng, nhưng anh ta lại vô thức nói, vậy bọn Dương Bân Hàn thì sao hai? Đừng lo, bọn họ tuyệt đối sẽ không thê xông rời đi. Dương Tiêu nói chắc như đỉnh đóng cột. Đúng vậy, hôm nay phải chấm dứt mọi thù hận, nhất định phải tắm máu. Trò chơi giữa anh và Dương Bân Hàn hôm nay phải đến hồi kết. Caesar này không biết sống chết cứu Dương Bân Hàn, nếu đã như vậy thì hôm nay Caesar phải xuống địa ngục với Dương Bân Hàn. Nghĩ rằng Caesar dám cứu Dương Bân Hàn, lửa giận trong lòng Dương Tiêu sôi sục không ngừng. Hôm nay, anh quyết tâm xử lý bằng được Dương Bân Hàn, cho dù Ti Giê-xu đến cũng không cứu được anh ta. Vì Caesar này đã tìm chết, Dương Tiêu không ngại tiễn Caesar và Dương Bân Hàn cùng về chầu trời. Nếu ở nước ngoài, có lẽ Dương Tiêu không thể bắt được Caesar, nhưng đây là đế đô, đây là sân nhà của Dương Tiêu. Tại ngay trên sân nhà của mình, nếu Dương Tiêu còn có thể để cho Caesar chạy trốn, thì Dương Tiêu thật sự không phải là một kẻ ngu dốt và bất tài bình thường. Dọn sạch tất cả những xác chết này đi, Dương Tiêu nói với người dẫn đầu Long Ảnh. Vâng, thủ trưởng Dương Tiêu, đội trưởng cung kính nói. Trong vòng chưa đầy vài phút, thi thể của những chiến sĩ tịnh nhuệ đã chết của nhà họ Dương lần lượt được xử lý, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Dương Tiêu nhìn Lý Thần Chiến, còn chần chừ nữa sẽ bỏ lỡ thời gian tốt. Như Yên, Lý Thần Chiến nhìn Liễu Như Yên trìu mến. Mặc dù cả hiện trường nhìn thấy máu, mùi máu tanh còn thoang thoảng trong không khí, nhưng Lý Thần Chiến đã từng nhìn thấy sóng to gió lớn, anh ta không hề quan tâm đến điều đó. Vâng, Liễu Như Yên nắm chặt tay phải của Lý Thần Chiến. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Lý Thần Chiến nắm chặt ngón tay ngọc mảnh mai của Liễu Như Yên đi về phía bục cao. Giờ phút này, tất cả những người đến chúc mừng đều có vẻ mặt nặng nề, mặc dù chú rể đã đổi thành người khác, nhưng cảm giác trang nghiêm của họ ngày càng mạnh hơn. Bởi vì Lý Thần Chiến là anh em của Dương Tiêu, bọn họ phải xem xét một cách nghiêm túc. Một mình Dương Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn đã làm mưa làm gió ở đế đô. Đầu tiên, anh tiêu diệt nhà họ Khương, nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, sau đó buộc ông cụ Liễu phải thoái vị nhường chức hoàn toàn. Nhà họ Dương đã lâm vào cảnh khốn cùng, nay anh còn đích thân tạo điều kiện tổ chức hôn lễ cho Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên. Thủ đoạn như vậy thực sự gây sốc. Dương Tiêu nhìn bà cụ Dương đang mặt mày xám xịt, ngồi đi, đện tận mắt chứng kiến đám cưới bất ngờ này. Tại sao cậu không diệt tôi? Vẻ mặt của bà cụ Dương gớm, ghiếc. Nhưng trong vẻ gớm ghiếc lại ẩn chứa cảm giác cô đơn. Song, nhà họ Dương ở đế đô bị Dương Tiêu giãn vặt nhiều lần, bây giờ cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Dương Tiêu mỉm cười, người nhà họ Dương ở đế đô đều có thể chết, nhưng bà thì không thể. Tại sao, vẻ mặt bà cụ Dương gớm ghiếc. Dương Tiêu diêu cọt, bởi vì bà, bố tôi chê oan uống, mẹ tôi bị tra tấn, và tôi vì bà mà năm đó bị đuổi ra khỏi nhà. Bà xấu như vậy, lòng. Dạ đen tối như vậy, nếu cứ để bà chết như thế, chẳng phải sẽ hời cho bà sao? Đúng vậy, Dương Tiêu không định dê bà cụ Dương. Nói to thì dù sao bà cụ Dương cũng là bà nội của Dương Tiêu, bà ta ngu ngốc, tin lời vu oan của bọn ác, bất tài và độc tài. Nói nhỏ thì bà cụ Dương đã gây ra vô số tội ác, đặc biệt là về gia đình họ. Nếu bà cụ Dương chết như vậy, đối với bà cụ Dương sẽ là một loại giải thoát. Bà ta đã làm vô số tội ác. Bây giờ Dương Bân Hàn sắp chết, bà ta sẽ là một bà già cô đơn. Thực lực của nhà họ Dương ở đế đô không ngừng sa sút, bà cụ Dương rất đau lòng nhưng không thể làm gì được, dù có tiếp tục xông đi nữa thì cũng chỉ có sống trong đau khổ mà thôi. Trong những năm tháng tàn lụi, mỗi ngày của bà ta sẽ là nỗi đau, thế giới của bà ta sẽ là màu xám. Bà cụ Dương muôn mạnh mẽ cả đời, nhưng tuổi già lại phải chào đón cuộc sống như vậy, thực sự nực cười và bỉ thương. Câu thật độc ác. Cậu thật sự rất tàn nhẫn, bà cụ Dương đau buồn nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nói, so với bà thì tôi còn nhân từ chán. Được rồi, hôn lễ sắp bắt đầu, xem lễ đi. Dứt lời, Dương Tiêu không để ý tới bà cụ Dương nữa, anh nhìn về phía lễ cưới. Phịch, bà cụ Dương loạng choạng ngồi xuông ghê, bà ta như bị rút hết sức lực trong người, sắc mặt tái mét, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Ngồi trên băng ghế. Bà cụ Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, hoàn toàn thất vọng, bà ta chỉ cảm thấy mọi chuyện quá vô lý. Ha, cuối cùng bà cụ Dương cười tự giễu, như đã già thêm 20 tuổi, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Giờ phút này,
bà cụ Dương đã hoàn toàn biên thành một cụ già gần đất xa trời, bà ta phải chịu đựng nỗi đau và sự cô đơn vô bờ bến. Sai, lúc này bà cụ Dương mới thật sự nhận ra đời này mình đã sai như thế nào. Hoa Mộ Tranh, giám đốc điều hành của tập đoàn Đề Hào đến chúc mừng. Ngay trước mắt mọi người, dáng người mảnh mai của Hoa Mộ Tranh từ cửa khách sạn Đế Đô bước thẳng vào. Cái gì, giám đốc điều hành của tập đoàn Đề Hào lại có thể tới đây? Nghe đến đây, mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng, không ai có thể ngờ rằng trong đám cưới của Lý Thân Chiên và Liễu Như Yên, giám đốc điều hành của tập đoàn Đề Hào, doanh nghiệp số 1 Thiện Phủ Chi Quốc lại đến vào thời điểm quan trọng này. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người đang bàng hoàng, một giọng nói khác bất ngờ bùng nổ. Lâm Phàm, cậu chủ nhà họ Lâm ở Đế Đô tới chúc mừng. Giây tiếp theo, Lâm Phàm cậu chủ nhà họ Lâm, hiện là nhà quyền thế lớn thứ hai ở Thiên Phủ Chỉ Quốc đã đến hiện trường. Cậu chủ nhà họ Lâm cũng tới. Mọi người lại kinh ngạc. Thượng Quan Ngọc, quản gia lớn của nhà họ Lý ở Đông Hải tới chúc mừng theo lệnh của chủ nhà Lý Minh Hiên. Sau đó, người nhà họ Lý ở Đông Hải đến. Hiện tại Lý Minh Hiên bị thương nặng phải nằm viện, không thể đặc biệt đến, chỉ có thể phái quản gia lớn tới chúc mừng. Nhà họ Lý ở Đông Hải cũng tới. Vãi ạp, trong phút chốc, hiện trường âm tê, vô số người đều không ý ngờ tới trong đám cưới của Lý Thần Chiến lại có kiểu nhân vật lớn như vậy xuất hiện. Từ tập đoàn Đề Hào, doanh nghiệp số 1 Thiên Phủ Chi Quốc, hai trong số 10 nhà quyền thế hàng đầu ở Thiên Phủ Chi Quốc đã xuất hiện. Sức mạnh này thực sự quá nặng, nhà nào có đám cưới sẽ có quy cách như vậy. Ông cụ Liễu kinh hãi, ông ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của Dương Tiêu. Cũng may vừa nãy ông ta tuyên bố thoái vị, nếu Dương Tiêu nổi điên, nhà họ Liễu của ông ta sẽ không chịu nổi. Như Yên, lấy anh nhé. Trên bục cao, Lý Thần Chiến quỳ một gôi xuông, anh ta chậm rãi lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra. Chiếc nhẫn kim cương này rất đơn giản, không quá kỳ diệu. Mọi người không hề hay biết. Đây là chiếc nhẫn mà Lý Thần Chiến mua bằng tất cả tiền tiết kiệm hồi đó, tưởng chừng như không có giá trị nhưng nó lại chứa đựng tình yêu sâu sắc của Lý Thần Chiến dành cho Liễu Như Yên. Vâng, em đồng ý. Nước mắt xúc động của Liễu Như Yên tuôn ra không ngừng. Nhìn Lý Thần Chiến đeo nhẫn kim cương cho Liễu Như Yên, Dương Tiêu mỉm cười, trong lòng anh không khỏi có điều mong chờ. Hình như mình vẫn chưa tổ chức một đám cưới nghiêm túc, xem ra sau này mình phải tổ chức bù một đám cưới hoành tráng với Đường Mộc Tuyết. Bên trong một khách sạn lớn ở Đế Đô, khi Am Kim Long Vương nhận được tin báo, ông nói với Dịch Thấp, đại nhân, tin tức mới nhất là Caesar đã cứu Dương Bân Hàn của nhà họ Dương ngay tại khách sạn Đế Đô. Chúng ta có cần ra tay ngăn chặn, hay là giết hai người này luôn không? Bây giờ hai người này đang ở đâu? Dịch Thấp thờ ơ hỏi. Am Kim Long Vương nói, Caesar đã đưa Dương Bân Hàn lên cano, nguồn từ bột hải rời khỏi Đế Đô. Rời khỏi Đế Đô, hừ. Nếu đã tới đây, muốn đi sẽ không dễ dàng như vậy. Đôi mắt Dịch Thấp lóe lên ánh sáng lạnh. Ám Kim Long Vương cung kính nói, vậy ý của đại nhân là. Neo đi theo bên cạnh Dịch Thấp nhiều năm như vậy, Ám Kim Long Vương biết rằng thân thái của Dịch Thấp nhất định sẽ mang đến tai họa cho Caesar. Nói với thằng nhóc thối kia là Caesar đã rút lui rồi, hiện tại ông ta đang ở Bột Hải, muốn rời đi từ bờ biển Thái Bình Dương. Dịch Thấp nghiêm nghị nói. Ám Kim Long Vương kinh ngạc nói. Đại nhân, Long Chủ Điện Hạ hiện đang ở khách sạn Đế Đô, hiện tại, Long Chủ Điện Hạ hẳn là không thể đuổi theo được. Cho dù có đuổi theo được, Long Chủ Điện Hạ đang bị thương nặng e rằng cũng không phải là đối thủ của Caesar. Tại sao chúng ta lại không tấn công trực tiếp? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.